Gần như năm nào cũng vậy, khi hoa phượng tím nở rực rỡ khắp các cung đường Đà Lạt thì tháng 3 bắt đầu. Không chóng tàn như hoa mai anh đào, phượng tím giữ màu và độ bền cánh cả tháng. Có khi đến tháng rưỡi, mỗi cánh hoa sẽ nở 3 đến 5 ngày và luân phiên nhau nở trên cùng một bông hoa, khiến người ngắm có cảm giác hoa nở kéo dài. Và cũng có lẽ phượng tím đẹp bền bỉ nhờ nở hoa vào thời điểm thời tiết Đà Lạt dễ chịu nhất. Nắng nhẹ, trời mát chứ không lạnh sâu và độ ẩm vừa phải. Cảm xúc nói chung là nó khó tả lắm. Mọi người có thể chọn du lịch vào cái thời điểm hoa phượng tím rất là đẹp. Em nghĩ là nó cũng là một cái điểm nhấn của thành phố Đà Lạt. Tại Đà Lạt, phượng tím xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt như Nguyễn Thị Minh Khai, chợ Đà Lạt, Trần Phú, Lê Hồng Phong. Đặc biệt, 8 năm trước, đường Nguyễn Văn Cừ được trồng toàn bộ hai bên là phượng tím và năm nay, những cây phượng ở đây bắt đầu nở đều. Để được chụp hình cùng phượng tím, du khách không cần vất vả tìm kiếm bởi phượng được trồng nhiều ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Nói về loài phượng tím Đà Lạt, không thể không nhắc đến cố kỹ sư nông nghiệp Lương Văn Sáu, người đầu tiên đưa loài phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ về trồng ở Đà Lạt từ năm 1962. Thời ấy, những gia đình được sở hữu những cây phượng tím là nhà giàu, quý tộc. Thì mỗi mùa có một nét đẹp khác nhau, em thấy là hoa phượng tím lúc này rất là đơm và đẹp. Thì em cảm thấy riêng đoạn đường này thì hoa phượng tím nở khá là nhiều, đẹp. Mỗi lần em ngắm hoa đẹp em chỉ im lặng thôi, không nhận xét gì hết. Mùa hoa phượng tím Đà Lạt là một trong những đặc sản du lịch của phố núi ngàn hoa. Còn gì tuyệt vời hơn khi sắc tím dịu dàng bung nở trên mọi ngóc ngách mà chỉ ở Đà Lạt mới có. Phượng tím Đà Lạt có hình dáng không khác với hoa phượng đỏ, chỉ có khác màu hoa. Đó là một màu tím nhẹ nhàng, đầm thắm, mang đến cho ta cảm giác được bình yên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoa phượng tím nở thành từng chùm lớn và có hương thơm rất dễ chịu. Những tán cây rợp bóng bung nở hoa trên những con đường Đà Lạt tạo nên một khung cảnh nên thơ và vô cùng lãng mạn. Mỗi khi đến mùa hoa phượng tím, Đà Lạt lại đón rất nhiều du khách đến tham quan. Tất cả đều khá thích thú khi được dạo bước ngắm nhìn sắc hương hoa tím nở rộ khắp cung đường.